cái câu này có vẻ là khó nào mà ít cái này nhỉ? Các quốc gia ở Đông Nam Á, ý B tất cả các quốc gia châu Á và ý C phần lớn các quốc gia Đông Á. Bạn đi chọn ý C ạ. Thế cho bạn đi trả lời xem nào. Bạn đi trả lời là ý C. Con đoán này là ai bảo con? Con đoán này là ai bảo con? Con tự trả lời. À, thế con lên đây, mời con lên đây. Vui gì mà vui thế, vui gì mà vui ghê, vui không chê chỗ nào. Hey! Vui gì mà vui quá, vui gì mà vui ghê, vui không chê chỗ nào. Và bây giờ là câu hỏi cuối cùng của chúng ta trong đêm hôm nay, trả lời câu hỏi và có phần quà. Chủ đề của đêm hoan ca hôm nay là gì? Em nào có câu trả lời nhanh nhất? 5, 4, 3, 2, 1, cô dân đâu? Vích đâu? Vâng, sắc yêu thương. Chủ đề có thể. Chủ đề của đêm hoan ca hôm nay là gì? Vâng, căng yêu thương ạ. Rồi, mời con lên nhận phần quà cuối cùng. Rồi, cảm ơn cộng đoàn và các con. Tiếp tục của chị Hằng và chú Quậy. Xin những phụ huynh có con nhỏ chú ý đừng cho các bạn lên trên này vì nó có dây điện ạ. Kính thưa cộng đoàn, trò chơi trả lời câu hỏi đã khép lại chương trình đêm hoan ca hôm nay. Thay mặt cho những người làm chương trình, chúng con xin cảm ơn cha, sứ, vì năng nước tu sĩ, quý ban hội đồng phục vụ giáo sứ, đây là sỏ dép mà nó đi về nào, chỉ đạo của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể đã cộng tác để làm cho đêm hoan ca hôm nay được diễn ra trang nghiêm và sôi rồi. Ra con có đi không? Chúc chúc các bạn thiếu nhi mãi lưu giữ được sự trong trắng, đơn sơ, hồn nhiên của tuổi thơ. Dù mai này còn lớn khôn, không còn trẻ thơ như ngày nào, thì tâm hồn các bạn vẫn giữ được sự bình an, thư thái, giữ được nụ cười tươi tắn mãi như hôm nay. Chúc cho tâm hồn mọi người luôn đẹp như ánh trăng rằm và cuộc sống này luôn ngọt ngào như chiếc bánh trung thu. Ở đâu dễ cả ở đâu anh? Số này ngồi im chỗ này. Số này ngồi im chỗ này. Không thằng ở đâu? Nó đi chơi rồi. Một kèo mà đi. Sau đây xin mời tất cả quý phụ huynh, các anh chị huynh trưởng và trong ban giáo lý đã nói từ trước để xin mời về ban tổ chức để chuẩn bị phát quà cho các em ạ. Đây. Xin mời các vị đại diện trong ban phụ huynh, các anh chị huynh trưởng ạ.